Dạ vâng, Thắng Hoàng xin chào các bác nhá. Nay thì tiếp tục chuẩn bị là Thắng Hoàng là lên sóng giới thiệu với các bác một trong những lô loa full 25 rất là đẹp, rất là chất lượng này. Đây thì đang trong quá trình vừa về hàng về thì bên Thắng Hoàng đang phải làm cho nó đẹp lại một chút. Đây, thì bên kia thì họ làm theo cái kiểu là họ treo loa, họ lại bắt giá ở trên đây, đây cái lỗ đây, cho nên là đâm ra là bây giờ là phải chấm lại sơn với lại tít lại cái lỗ con này này đó. Các bác nhìn thoạt nhìn nó giống Audio Center không? Cái loại này là nâu, thùng nó làm rất là đẹp luôn các bạn. Cân đối này, tay sách này, sơn cát này, sơn mấn cát này đó. Lỗ treo loa nằm bên hông đây, bên kia nữa nâu khắc chìm ở đây luôn. Mã CT210. Các bác nhìn cái loa quá đẹp rồi. Phễu này là nó làm phễu giống như Audio Center luôn. Và cái tép của nó cũng là giống như tép Audio Center luôn, nó sử dụng chung luôn. Tép này là tép của BMS, tép của Đức. Loa này là loa của Đức các bác nhá. Nào này nó là thương hiệu của Đức và nó sử dụng tất cả những cái công nghệ như là bát tép của Đức luôn. Đấy. Rất là chất các bác ạ. Giá hợp lý, sẽ cân đối lại cho các bác một cái cách giá hợp lý rẻ nhất để các bác chơi, các bác sắm Tết. Thì video này Thắng Hoàng thông báo cho các bác để các bác có thể là xem lướt qua về cái sản phẩm này thôi. Còn anh em là có nhu cầu thì cứ gọi điện trực tiếp để Thắng Hoàng sẽ gửi chi tiết. Kèm theo nữa là đây, một đôi loa nguyên bản đây. Đấy, kèm theo nữa là Thắng Hoàng sẽ cân đối lại và sẽ lên cái video báo giá sau các bác nhá. Mọi người hãy đăng ký để theo dõi Thắng Hoàng nhé các bác nhá. Xin chào mọi người.